Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vấn đề mà chăm sóc sức khỏe ban đầu dự phòng bệnh tật vẫn là gốc rễ vì nó không tốn kém nhiều như khi bệnh tật diễn ra, đúng không ạ? Thế nhưng có nhiều lý do khi mà bệnh đã trở nặng thì người bệnh mới tìm cách chữa trị, và đặc biệt là đối với các bệnh lý liên quan đến xương khớp của chúng ta. Và theo thống kê, tại Việt Nam có đến hơn 80% số người ở độ tuổi trên 50 mắc phải các vấn đề về thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Nếu không được điều trị kịp thời từ lúc xuất hiện các triệu chứng ban đầu như là đau nhức lưng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, người bệnh sẽ phải đối mặt với những cơn đau dữ dội và tái đi tái lại, cùng với rất nhiều những biến chứng nguy hiểm như là teo cơ, biến dạng cột sống và thậm chí có thể dẫn tới liệt tứ chi. Bên cạnh đó thì việc người bệnh điều trị sai cách cũng là một trong số những lý do khiến cho bệnh cứ kéo dài, chữa mãi mà không khỏi. Và hiện nay thì xu hướng sử dụng thảo dược đang được giới chuyên môn cũng như là người bệnh quan tâm vì tính hiệu quả và an toàn của nó. Và trong đó thì chiết xuất Mirror từ cây một dược là một trong những hoạt chất đã được thử nghiệm lâm sàng thành công trên các bệnh nhân bị đau lưng, đau xương khớp mãn tính, giúp phục hồi chức năng vận động và không để lại tác dụng phụ trên dạ dày. Như vậy, chiết xuất Mirror từ cây một dược có hiệu quả như thế nào dành cho những người bị thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm? Chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời phát sóng ngày hôm nay với chủ đề cây một dược giảm nhanh đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, thoái hóa cột sống lâu năm sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn về các giải pháp điều trị hiệu quả an toàn từ thảo dược. Và xin được giới thiệu đến quý vị một chuyên gia đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, một gương mặt rất quen thuộc. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào MC Quang Quý. Kính chào khán giả của chương trình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn đã có mặt ngày hôm nay để đồng hành tiếp tục cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192 của chúng tôi đã mở ra ngay trong thời gian 60 phút phát sóng của chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời, để được tiến sĩ bác sĩ của chúng tôi có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị một gương mặt rất là quen thuộc và có rất là nhiều năm thâm niên trong việc là hỗ trợ tất cả các bệnh nhân có thể giải quyết những tình trạng như là đau lưng nè, đau vai gáy, tê bì chân tay, hay là các bệnh lý phổ biến như là chúng ta thấy là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Quý vị hãy gọi ngay tới số 1900 3192, và tất nhiên thì chúng tôi sẽ ưu tiên các khán giả gọi về sớm nhất. Và cũng xin giới thiệu cùng với tất cả quý vị sản phẩm đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là viên xương khớp Vương Hoạt, sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống, giúp giảm thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobic. Thành phần chính của Vương Hoạt chính là chiết xuất Mirror của cây một dược từ châu Âu và được biết đến nhờ tác dụng nổi bật giảm đau nhanh theo cơ chế thần kinh trung ương, với hiệu quả giảm đau lên tới 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng mà thôi, phục hồi 50% chức năng vận động và đặc biệt là an toàn với dạ dày. Chúng ta có thể yên tâm, đúng không ạ? Đây là ghi nhận theo nghiên cứu lâm sàng tại Viện Milan của Ý năm 2018. Và ngoài ra thì Vương Hoạt còn có một cái hoạt chất rất là hay, đó chính là một hoạt chất để bảo vệ và tái tạo xương khớp hàng đầu mang tên là MSM, được tạp chí y khoa Hoa Kỳ PubMed đã công nhận hiệu quả không thua kém glucosamine và rất tốt cho xương khớp. Với sự kết hợp này thì Vương Hoạt đã mang lại hiệu quả vừa giảm đau một cách an toàn, vừa làm chậm quá trình thoái hóa và ngăn ngừa bệnh tái phát. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Vương Hoạt dành tặng 100 suất quà cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6802 trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp Vương Hoạt. Và cụ thể là khi mua 2 hộp viên xương khớp Vương Hoạt 80 viên, khách hàng sẽ được tặng ngay 2 hộp Vương Hoạt 20 viên, trị giá 1 hộp 80 viên là 699.000 đồng và trị giá 1 hộp 20 viên là 185.000 đồng. Thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên hệ tổng đài 1800 6802, và đây là tổng đài miễn phí quý vị nha. Còn ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi trò chuyện cùng với bác sĩ Sơn để chúng ta có thêm những thông tin và những kiến thức liên quan đến những vấn đề của cái hệ cơ xương khớp của chúng ta. Và thưa bác sĩ, có nhiều bệnh nhân mắc cái thoái hóa cột sống nè, thoát vị đĩa đệm và đã điều trị rất là lâu năm rồi, nhưng mà lâu lâu các cơn đau nó vẫn tái đi tái lại, và đặc biệt trong số đó lại có xu hướng tăng lên. Một số người bệnh vì muốn nhanh chóng hết đau đã lạm dụng thuốc giảm đau, cứ mỗi khi đau là cứ uống, đau là cứ uống, thấy hết thì thôi, đúng không ạ? Dẫn tới tình trạng là bị đau dạ dày và đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa. Như vậy thì với nhiều năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị thì không biết là bác Sơn có thể cho biết tại sao người bệnh lại phải gặp những cái tình trạng như vậy, và không biết là ngoài cái việc là chúng ta uống thuốc giảm đau như vậy á, có cái giải pháp nào nó hiệu quả và nó an toàn cho người bệnh có thể là giảm nhanh được tình trạng đau nhức lưng, đau mỏi cổ vai gáy và hạn chế tái đi tái lại nhiều lần không ạ? Dạ vâng. Khi nói đến bệnh lý xương khớp á thì một trong những bệnh lý mà hiện nay chúng ta gặp rất là nhiều đó là cái thoái hóa của cột sống. Và đặc biệt trong đó nó có thoái hóa cột sống cổ hoặc thoái hóa cột sống sát lưng, làm cho chúng ta rất là khó chịu, ví dụ đau cổ, đau vai gáy, tê tay, tê chân chẳng hạn, rồi kèm theo nhức đầu, chóng mặt. Và nếu ở lưng thì chúng ta sẽ có đau lưng, đau lan xuống mông, đôi khi nó làm chúng ta đi lại khó.
Thì cái mà sai lầm mà chúng ta hay gặp nhất đó là như thế này, chúng ta mong rằng là chúng ta sẽ chữa làm sao cho nó hết bệnh. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng là cái thoái hóa khớp là một quá trình lão hóa, mà chúng ta thì lúc nào luôn luôn khi chúng ta vượt qua khỏi 20 tuổi rồi là chúng ta bắt đầu đi vào quá trình lão hóa. Và cái quá trình lão hóa đó nó sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời. Do đó nó sẽ làm cho cái quá trình đó nó càng ngày nó làm cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta sẽ bị mòn đi, thì trong đó cái cột sống của chúng ta cũng bị. Thế khi mà chúng ta điều trị đó thì có cái quan trọng là chúng ta không có điều trị một cách tích cực ngay từ đầu. Nghĩa là khi chúng ta mới bắt đầu hơi bị đau thôi, hoặc chúng ta hơi bị tê thôi, chúng ta đi điều trị. Thì cái quan trọng là chúng ta thấy hết đau, hết tê là thôi, chúng ta ngừng. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục là nếu tái phát trở lại, chúng ta lại có thể có một cái thói quen là dùng lại cái toa cổ uống. Uống xong thấy hết, chúng ta lại bắt đầu chúng ta tiếp tục ngừng. Và sau khi chúng ta lỡ có những trường hợp chúng ta không hết thì chúng ta đi khám. Khám xong bác sĩ nói là tái khám trở lại, nhưng mà thông thường thì đa phần là các bệnh nhân của chúng ta hết đau cái là thôi, không gặp nữa. Đó là cái sai lầm. Thì cái sai lầm đó nó dẫn đến một cái là chúng ta làm cho cái bệnh nó tái đi tái lại, và nó làm cho cái tình trạng thoái hóa nặng lề thêm. Đến khi chúng ta tích cực điều trị thì nó đã ở giai đoạn quá muộn rồi. Cái điều thứ hai nữa là người chuyên môn chúng ta hay gọi là thời điểm vàng. Thời điểm vàng là khi chúng ta bắt đầu có những triệu chứng đó, chúng ta đi khám và bác sĩ nói thoái hóa, thì các bạn đừng lo lắng, vì thoái hóa nó là một quá trình lão hóa thôi. Chúng ta đừng có nghĩ là thoái hóa là coi như là chúng ta không thể điều trị được nữa, do đó chúng ta rất là bi quan và chúng ta không tích cực điều trị. Như vậy cũng là một cái sai lầm thứ hai. Cái thứ ba nữa là chúng ta lạm dụng thuốc quá nhiều, đặc biệt trong đó nó có thuốc giảm đau. Ví dụ như chúng ta nghe cái người hàng xóm, hoặc là chúng ta hay dùng toa theo kiểu của hàng xóm, hoặc là tiểu trên mạng, hoặc là chúng ta thấy là cái phương pháp này hay, chúng ta cứ thử, mỗi lần mà đau là chúng ta thử, và như vậy cũng làm nó chúng ta mất đi cái thời gian điều trị của cái bệnh lý của chúng ta, và nó làm nặng thêm tình trạng này. Rồi, và cái sai lầm kế tiếp nữa là khi mà chúng ta bị thoái hóa thì cái đầu tiên là cái nguyên tắc điều trị đầu tiên là chúng ta điều trị triệu chứng là giảm đau. Nhưng sau đó thì thầy thuốc sẽ phải cố gắng làm sao cho làm chậm quá trình lão hóa lại. Do đó làm cho cái hệ xương khớp, đặc biệt là cái cột sống của chúng ta nó sẽ chậm lại. Và như vậy nó sẽ duy trì cho cái cột sống của chúng ta được khỏe chắc lâu dài hơn. Thì đến cái giai đoạn đó, đa phần các bệnh nhân của chúng ta là ngừng, không điều trị nữa. Do đó đây là một trong những cái sai lầm mà nó làm cho cái bệnh là thoái hóa, đặc biệt là thoái hóa cột sống tái đi tái lại thường xuyên, và nó gây rất là khó chịu. Thậm chí có những người gây những cái biến chứng ví dụ như thoát vị đĩa đệm nè, teo cơ nè, hoặc là liệt, đến khi đó chúng ta mới tích cực điều trị. Thế thì để cho chúng ta không gặp phải những cái sai lầm này thì đầu tiên thì bác sĩ có một cái lưu ý, khi chúng ta gặp phải một trong ba cái triệu chứng này thì chúng ta nên đi khám ngay. Và chúng ta nên có một cái là gì? Theo dõi một cách tích cực và kiên nhẫn. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là hệ xương khớp của chúng ta được duy trì tốt hơn. Đầu tiên là triệu chứng đau ở các cái khớp, và đặc biệt là khớp cột sống cổ hoặc là khớp cột sống thắt lưng. Ngoài ra còn những cái khớp khác. Rồi đau ít mà nó tái đi, tái lại thường xuyên thì chúng ta phải nên đi khám. Cái triệu chứng thứ hai mà chúng ta phải quan tâm là gì? Là cái hạn chế vận động. Mỗi lần mà đau như vậy nó làm cho chúng ta, cái cổ chúng ta khó quay đi quay lại, hoặc cái lưng của chúng ta đau, chúng ta vận động khó khăn. Thì đó cũng là triệu chứng làm cho chúng ta đi khám. Và có những trường hợp đôi khi nó không đau nhiều nhưng nó làm cho chúng ta hạn chế vận động thì chúng ta cũng nên đi khám. Và cái triệu chứng thứ ba là triệu chứng rối loạn về cảm giác. Có nghĩa là nhiều bạn sẽ bảo là tôi tê rần tay chân hoặc là tê cổ, tê vai, thì chúng ta cũng nên đi khám. Vì khi đi khám như vậy thì bác sĩ sẽ kiểm tra cho chúng ta và phát hiện ra bệnh lý. Và khi nói là bệnh lý thoái hóa thì chúng cũng không lo. Vì trong thoái hóa chúng ta có phương pháp điều trị. Nhưng mà chú ý là phương pháp điều trị nó đòi hỏi một cách toàn diện đối với cái hệ thống xương khớp. Thì đầu tiên bác sĩ nói là nó phải kết hợp giữa cái phương pháp tập luyện và phương pháp dinh dưỡng. Vì hiện nay cái thoái hóa của chúng ta nó liên quan đến chế độ dinh dưỡng rất là nhiều. Đặc biệt là cái tình trạng thừa cân béo phì. Do đó thầy thuốc sẽ có một cái tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho chúng ta để chúng ta không bị ảnh hưởng. Nghĩa là không thừa cân béo phì nữa, và như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ xương khớp của chúng ta vững chắc hơn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái chất cần thiết, ví dụ như các vitamin, các chất khoáng, các yếu tố vi lượng. Và đặc biệt trong đó nếu cái người lớn tuổi của chúng ta thì nên tăng cường thêm cái chất đạm để cho nó có thể là phục hồi lại cái hệ xương khớp của chúng ta. Có nghĩa là làm chậm cái quá trình lão hóa đi. Bên cạnh đó thì cái chế độ tập luyện cũng quan trọng nha. Vì nếu chúng ta tập luyện thì khi đó máu huyết mới đến những cái nơi mà thoái hóa, và như vậy sẽ mang những cái chất nuôi dưỡng đến cho cái khớp của chúng ta. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái xương khớp của chúng ta nó chậm lão hóa hơn.
Đó là hai cái mà các bạn chúng ta hay quên lắm. Khi chúng ta tập luyện, bác sĩ nói tập xong rồi thì sau khi chúng ta tập xong cái chúng ta thấy hết rồi, cái chúng ta bắt đầu nơi nơi ra, đến khi nào bị thì tập lại xong lại nơi ra, thì do đó đó không phải là cách. Đây là những cái sai lầm mà chúng ta hay thường gặp. Cái kế nữa là cái phương pháp điều trị bác sĩ nói rồi, thứ nhất là giảm đau ở giai đoạn đầu thôi. Đôi khi chúng ta dùng giảm đau ở thời gian đầu. Nếu mà chúng ta có những cái tác dụng phụ của cái thuốc giảm đau thì các bạn có thể chia sẻ với thầy thuốc, và như vậy thầy thuốc sẽ tìm cho chúng ta những cái giải pháp an toàn hơn. Hiện nay thì có rất là nhiều giải pháp, ví dụ như từ thảo dược đã chứng minh là có cái tác dụng rất là tốt đối với cái giảm đau và cái hệ thống xương khớp của chúng ta. Do đó thầy thuốc có thể phối hợp những giải pháp từ thảo dược để giúp cho chúng ta tránh những cái tác dụng phụ. Bên cạnh đó thì cái khâu rất là quan trọng đối với cái thoái hóa, đặc biệt là thoái hóa cột sống, là chúng ta sẽ làm chậm quá trình lão hóa, có nghĩa là phải tái tạo và phục hồi lại cái xương khớp bị tổn thương. Do đó là các thầy thuốc sẽ bổ sung thêm những cái chất cần thiết cho xương khớp của chúng ta, và như vậy nó sẽ làm cho cái tình trạng mà đau nhức ở cái cột sống cổ hoặc cột sống thắt lưng của chúng ta nó chậm, nó ít tái phát trở lại, và như vậy nó tránh đi cái tình trạng là gì, dính khớp nè, thoái hóa khớp nè, và nó gây những cái biến chứng không có lợi. Thành ra đây là những cái lưu ý mà nếu khán giả của chương trình chúng ta mắc phải những căn bệnh này thì thứ nhất là không bi quan. Thứ hai là chúng ta nên tích cực điều trị, và điều trị một cách là gì? Theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc. Và cái thứ ba, nếu các bạn có những cái tác dụng phụ của bệnh khi chúng ta sử dụng thuốc thì các bạn nên chia sẻ với thầy thuốc, vì thầy thuốc sẽ có những cái hướng để giúp cho các bạn là gì? Tránh tác dụng phụ mà có lợi cho sức khỏe của mình. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho khán giả của chương trình chúng ta hiểu được cái phương pháp điều trị cái thuốc, cái bệnh lý mà đặc biệt trong đó là thoái hóa cột sống, thì như vậy giúp cho chúng ta duy trì được cái sức khỏe của chúng ta được lâu dài hơn. Dạ vâng ạ, giống như là bác Sơn đã nói là giống như là thoái hóa về xương cơ xương khớp của chúng ta là một vấn đề mà ai cũng phải đối mặt, dạ, khi tuổi già đến, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta thấy đó đã là quy luật rồi thì chúng ta hãy tiếp nhận nó một cách lạc quan hơn một chút xíu, và chúng ta tích cực điều trị và kết hợp thật nhiều phương pháp, quý vị nha. Và thông qua chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn thì Quang Quý cũng xin lưu ý đến tất cả quý vị á, là với các bệnh lý mãn tính như là thoái hóa cột sống nè, rồi thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải điều trị một cách đúng cách thì nó mới mang lại hiệu quả nha, giúp người bệnh là giảm đau nhanh, phục hồi cột sống và ngăn ngừa bệnh tái phát. Đó chính là những mục đích của chúng ta. Và chính vì vậy, ngay khi mà có các biểu hiện như là đau nhức vùng cột sống cổ nè, hay là tê bì chân tay của chúng ta, thì quý khán giả chúng ta cần phải có một cái giải pháp điều trị kịp thời và toàn diện để tránh những cái biến chứng nguy hiểm và thậm chí dẫn đến một vấn đề chúng ta không có muốn, đó chính là tàn phế suốt đời ạ. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Quang Quý thấy là có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã liên lạc với chương trình rồi thông qua tổng đài 1900 3192, và tổng đài của chúng tôi vẫn đang mở ạ. Quý vị gặp những vấn đề gì về đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống nhiều năm, muốn được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có thể tư vấn, thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay về 1900 3192 quý vị nha. Và tất nhiên thì Quang Quý sẽ ưu tiên kết nối các khán giả gọi về sớm nhất. Và giống như là Quang Quý nói là đang có rất là nhiều quý vị khán giả đang chờ đợi để được kết nối cùng với chúng tôi rồi ạ. Và ngay bây giờ thì không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cùng với vị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Alo, dạ, dạ chào, dạ, chào cô ạ. Dạ chào bác sĩ. Dạ vâng. Dạ tôi tên là Lê Thị Tư, 60 tuổi, Đồng Nai. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, tôi mới đi khám hồi Tết á thì dạ, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thoái hóa cột sống thắt lưng L4-L5 và nó đau từ thắt lưng cho đến vùng mông. Lúc đó thì tôi cũng chưa đau nhiều mà bác sĩ thì cũng cho thuốc. Nhưng mà đợt này vào mùa mưa đó tôi thì bị nhức hơn, có lúc đau quá phải vịn và cái gì đó thì mới đứng lên ngồi xuống được. Đi thì phải nhức từng bước một á. Giờ tôi chưa đi khám được nữa. Nhưng tính lấy đơn cũ ra mua á, uống đỡ á, thì bật tivi á thì thấy có thuốc Phương Hoàng. Như vậy hỏi bác sĩ á, tôi mua thuốc đó uống được không vậy thưa bác sĩ? Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn câu hỏi của cô Tư. Thật sự ra với cái tuổi của cô mà cái đau nhức ở xương khớp cộng thêm là được chẩn đoán là thoái hóa cột sống thì đó là cái chuyện mà chúng ta thường gặp. Cái thứ nhất, thứ hai là khi mà thời tiết thay đổi thì những cái người bị thoái hóa sẽ bị đau nhức nhiều hơn, hoặc là nó bắt đầu nó tái phát một cái cơn đau nhức, là vì lý do là khi thời tiết thay đổi nó sẽ làm cho cái thay đổi những cái cấu trúc ở bên cạnh của cơ khớp của chúng ta, do đó nó làm tăng cường cái co nè ha, thứ hai là thiếu máu tại chỗ nè, thứ ba là có thể làm cái tình trạng viêm nặng hơn, do đó sẽ gây nên cái tình trạng đau nhức. Thì khi mà chúng ta bị như vậy thì cái người chuyên môn gọi là cái cơn thoái hóa cột sống bị tái phát đau trở lại.
Và khi tái phát như vậy thì các thầy thuốc sẽ phải dùng là bằng phương pháp là giảm cái triệu chứng đau cho cô, bằng là sử dụng những cái thuốc giảm đau. Bên cạnh đó thì để tránh cái tình trạng tái phát đi tái phát lại như cô hiện nay đang mắc phải đó, thì cô cũng nên chú ý là chúng ta nên kiên nhẫn điều trị như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình rồi. Ngoài cái giảm đau ra thì chúng ta còn có cái bảo vệ và tái tạo sụn khớp của chúng ta nữa. Với cái tuổi 61, nếu cô sử dụng cho tốt hoặc điều trị đúng mức thì đôi khi cái tình trạng mà thoái hóa nó sẽ giảm dần đi và nó làm chậm cái quá trình lão hóa của chúng ta, do đó cái tái phát nó sẽ giảm. Thế thì đầu tiên bác sĩ chia sẻ như thế này, cô không nên là lấy cái toa thuốc cũ mà đi dùng, vì đây là một trong những cái điều mà các thầy thuốc người ta không có hoan nghênh lắm, là vì lý do đôi khi cái giai đoạn này và cái giai đoạn trước nó sẽ khác nhau. Cái thứ hai nữa là nếu cô sử dụng như vậy là cái mà chúng ta lạm dụng thuốc, cứ chúng ta cứ mỗi lần đau là chúng ta dùng, chúng ta đau là chúng ta dùng, thì như vậy nó sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình. Thì cái mà đầu tiên là bác sĩ khuyên là cô nên đi đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám lại xem cái tình trạng đau nhức hiện nay của cô là gì, và cái tình trạng mà thoái hóa khớp của cô nó có khác những lần trước hay không, có nghĩa là nó có nặng thêm không, nó có đó chèn ép vào rễ thần kinh hay chưa. Cái kế nữa là trong thời gian mà chưa có đi khám được đó, thì bác sĩ nghĩ cô có thể sử dụng thêm những giải pháp từ thảo dược để giúp cho cô, thứ nhất là giải quyết các triệu chứng đau mà hiện nay cô đang mắc phải. Và cái thứ hai nữa là nó giúp cho cô là an toàn. Vì hiện nay những giải pháp từ thảo dược đã được các nhà khoa học người ta chứng minh là bên cạnh cái tác dụng hỗ trợ cho xương khớp ra, thì nó còn có một cái là nó ít có tác dụng phụ, do đó nó an toàn trong quá trình sử dụng, đặc biệt là đối với cái người mà đã lớn tuổi như chúng ta và đặc biệt như cô. Thì hiện nay một trong những cái sản phẩm mà thảo dược mà có đã được chứng minh là có tác dụng rất là tốt đối với bệnh lý xương khớp, đặc biệt là của cái cột sống đó, đó là một cái vương hoạt. Thì trong vương hoạt đó có thứ nhất là cái hoạt chất mirơ từ cây một dược. Cây một dược là một cái loại thảo dược từ lâu đời rồi, ở châu Âu đã được sử dụng để điều trị những cái bệnh đau nhức xương khớp. Nhưng sau này đến thế kỷ thứ 18 thì các nhà khoa học người ta phát hiện ra là trong cái cây thảo cây một dược đó, nó có một cái hoạt chất đó là furanodien. Furanodien khi làm trên thực nghiệm thì chứng minh là có tác dụng là giảm đau rất là tốt bằng cái cơ chế là ức chế hệ thần kinh trung ương. Do đó khi sử dụng vào nó sẽ làm dịu đi cái cơn đau của chúng ta, đặc biệt là cơn đau do cái viêm của cái khớp và thoái hóa của cái khớp cột sống. Rồi trong quá trình đó nó lại có một đặc điểm là với cái cơ chế mà thoái hóa của cột sống thì các nhà khoa học người ta lại kết hợp thêm trong đó là cái MSM. MSM là một cái hoạt chất mà đã được chứng minh là có tác dụng giống như glucosamine. Đây là một cái chất mà nó sẽ bổ sung cho cái sụn khớp và nó phục hồi và tái tạo sụn khớp. Nhưng đặc điểm của MSM là cái phân tử rất là nhỏ, do đó cái khả năng hấp thu của nó rất là cao, nên nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Nên khi phối hợp như vậy, đó nó sẽ cho cái sản phẩm vương hoạt của chúng ta có hai tác dụng. Đầu tiên là giảm đau. Nên thời gian đầu khi cô sử dụng, cô sẽ thấy cái triệu chứng đau nó sẽ giảm dần đi. Nhưng nếu cô sử dụng lâu dài, từ 3 đến 6 tháng, thì cái tình trạng sụn khớp của cô nó sẽ được tái tạo và phục hồi lại những cái nơi tổn thương. Và như vậy nó sẽ tránh cái tái phát những cái cơn đau của cô. Đặc biệt là khi thời tiết thay đổi thì cái triệu chứng đau của nó cũng sẽ không nhiều, hoặc là nó sẽ ít có bao giờ tái phát. Do đó thì bác sĩ nghĩ trường hợp của cô có thể sử dụng cái giải pháp phương hoạt trong cái lúc mà cô chưa đi khám bệnh được. Bên cạnh đó thì cô cũng nên chú ý là bác sĩ đã chia sẻ rồi, để phối hợp một cách hoàn hảo cho cái điều trị cái bệnh lý xương khớp ấy, thì cô phải chú ý đến chế độ tập luyện của mình nè. Cô nên duy trì chế độ tập luyện cho đúng mức. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cô nên giữ cho cái cân nặng mình gọi là cân nặng lý tưởng, là không thừa cân và cũng không giảm cân quá. Cái thứ ba nữa là trong chế độ dinh dưỡng của mình nên ăn đầy đủ rau củ quả và các cái chất đạm. Vì để tái tạo lại sụn khớp nó cần cái chất đạm rất là nhiều và cần những cái chất khoáng cũng như yếu tố vi lượng. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải uống đủ nước. Nước nó sẽ giúp cho cái sự chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta tốt hơn. Thì đây là một cái giải pháp được gọi là hoàn hảo cho cái bệnh lý thoái hóa của cột sống. Thì bác sĩ mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho cô Tư là thứ nhất là thoát khỏi cái triệu chứng khó chịu mà hiện nay cô đang mắc phải. Cái thứ hai là lâu dài thì nó sẽ giúp cho cô là gì? Hạn chế được cái tình trạng tái phát những cái cơn đau do thoái hóa cột sống. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Sơn. Và không biết là mọi người như nào, nhưng mà mẹ Quang Quý vẫn hay nói là cơ thể của những người lớn tuổi giống như một cái máy dự báo thời tiết.
mỗi khi mà thời tiết có thay đổi là các hệ cơ xương khớp bị bắt đầu bị thoái hóa là bắt đầu sẽ có những cái cơn đau nhất, đúng không ạ? Và tới lúc đó thì những người lớn tuổi lại cứ hay nói là rồi bây giờ mình tìm cách nào để mình giảm đau đây, rồi mình tìm cách nào để nó không bị tái phát đây, đúng không ạ? Và giống như lúc nãy thì bác Sơn cũng đã có gợi ý cho chúng ta thêm một sản phẩm để chúng ta cũng có thể là mình sử dụng. Và con Quý cũng xin được chia sẻ thêm những thông tin về sản phẩm này, đó chính là viên xương khớp Vương Hoạt, thưa quý vị. Viên xương khớp Vương Hoạt hôm nay mà chương trình giới thiệu là một sản phẩm chuyên biệt dành cho các người bị các bệnh ở cột sống, chứa chiết xuất mirror từ cây một dược, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và đặc biệt là an toàn với dạ dày của chúng ta. Và có một cái ghi nhận thực tế như thế này của nhiều người sử dụng viên xương khớp Vương Hoạt là phản hồi á. Đầu tiên, sau 7 đến 14 ngày, giảm đau nhất ở cột sống, thắt lưng, cổ, vai gáy. Sau 2 đến 4 tuần là bớt cứng khớp, cổ, vai gáy linh hoạt hơn. Sau 3 đến 6 tháng là hết tê bì và cúi ngửa người một cách dễ dàng, đi lại cũng thoải mái và giảm cơn đau tái phát. Và đặc biệt thưa quý vị, hôm nay có một chương trình ưu đãi là tặng 100 phần quà trị giá 370.000 đồng tương ứng với 2 hộp viên xương khớp Vương Hoạt 20 viên cho 100 khán giả đầu tiên gọi lên tổng đài 1800 6802. Và theo đó thì khi mua 2 hộp Vương Hoạt 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 2 hộp Vương Hoạt 20 viên. Chi tiết về chương trình khuyến mãi thì xin mời quý vị hãy liên hệ tổng đài 1800 6802 quý vị nha. Hy vọng đây sẽ là một gợi ý và cũng như là một sự hỗ trợ thật tốt dành cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ thì sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ. Alo, dạ chào dạ, cô ạ. Dạ chào bác. Dạ vâng, chào cô ạ. Dạ dạ, chào chào bác. Dạ cô có vấn đề gì có thể là đặt câu hỏi và dạ, nhờ bác sĩ của chúng dạ, tôi tư vấn ạ. Tôi hỏi bác chứ ở trong tư vấn là đau thoái hóa cột sống. Với lại tóc gì dây điện, còn tôi bị thần kinh tội uống thuốc hoặc huyết vậy có được không vậy bác? À, dạ vâng. À, cô ơi, hiện nay cái thuốc đó là ở đâu cho cô ha? À, bệnh bác sĩ cho hay là cô tự mua? Không có thuốc gì mà TV đăng đó cô. À dạ vâng. Dạ, cô dạ, đã đi khám ở đâu chưa ạ? Dạ, đi khám nhiều bệnh viện mà tôi nói là bị sinh sống công. Với lại thần kinh tội. Dạ. Dạ vâng, rồi. Dạ. À, năm nay là cô bao nhiêu tuổi ạ? À? Dạ 74 tuổi rồi. 74 tuổi. Dạ vâng, hiện dạ, nay cái cân nặng mình có nặng lắm không cô? Dạ, uống thuốc tay giữ nước không cô, nay 68 kg rồi đó. Dữ ha, cao mét dạ, mấy? Dạ năm mấy hay năm à, năm mấy, mấy mà 60 dạ, mấy ký là rồi. Bác sĩ chia sẻ tình trạng của cô nha. Đầu tiên là dạ, cô hơi bị thừa cân quá. Có thể là do dạ, cô sử dụng những cái thuốc mà giảm đau của Tây y, trong đó nó có cái thuốc giữ nước đó là corticoid. À, và nó làm cho cái tình trạng của cô nó thừa cân. Và đây cũng là một yếu tố làm cho cái tình trạng thoái hóa của cô nặng nề hơn. Cái thứ hai nữa, khi cô sử dụng mà kéo dài á, thì nó lại làm cho cô bị cái loãng xương. Và như vậy nó vô hình chung nó lại làm cuộc sống mình lại càng bị thoái hóa nhanh hơn. Thì có thể đây là một trong những yếu tố. Thì cái đầu tiên mà bác sĩ chia sẻ nha, cái đau thần kinh tọa của cô nó sẽ có liên quan đến cái thoái hóa cuộc sống của cô. Hiện nay cái thoái hóa cột sống á, thì trong những giữa nơ đốt sống nó sẽ có một cái khoảng để cho cái thần kinh nó đi ra. Và cái thần kinh đi ra ở vùng thắt lưng á, nó sẽ chi phối là hoạt động ở hai cái chân. Và cái người chuyên môn gọi đó là cái thần kinh tọa chi phối cho hoạt động của chân. Khi mà chúng ta bị thoái hóa cột sống á, thì cái cột sống của chúng ta nó sẽ bị lệch và nó sẽ làm cho cái đĩa vệm nó bị thoát ra ngoài. Nó không có nằm ở giữa nữa mà nó chạy ra ngoài khỏi cái vị trí của nó và nó chèn vào rễ thần kinh và khi đó nó sẽ gây đau thần kinh tọa. Thì trong điều trị đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thì cái đầu tiên là để điều trị triệu chứng giảm đau cho cô. Cái thứ hai đó để phục hồi lại cái tình trạng thoái hóa cột sống để tránh cái tình trạng di lệch quá nhiều thì khi đó phải bổ sung cho cái cột sống có cái thoái hóa lại, đấy là phục hồi lại cái sụn khớp. Thế đầu tiên bác sĩ chia sẻ cô nên ngưng hết toàn bộ những cái thuốc Tây y mà nó làm cho cô tăng cân. Cái đầu tiên, cái thứ hai, cô đang dùng thuốc hoạt huyết á, thì chỉ chẳng qua nó chỉ là thuốc đưa những cái máu đến nơi thôi và nó cũng không phục hồi lại dị khớp cho cô hết. Do đó nó sẽ không làm cho cô phục hồi lại được cái thoái hóa đâu. Thì ra đó, cái thứ hai là với giai đoạn này thì cô nên sử dụng, nên đến bệnh viện để khám và theo hướng dẫn của thầy thuốc ở tại bệnh viện cho nó đúng. Và cô sẽ báo với thầy thuốc là cô đang bị dùng thuốc mà cô bị tăng cân như thế này hoặc là cô có những cái tác dụng phụ gì khi cô dùng, ví dụ đau bao tử gì đó thì cô sẽ báo với thầy thuốc thì thầy thuốc sẽ hạn chế những cái thuốc đo giảm đau. Và có thể là cô xin ý kiến bác sĩ là chúng ta sử dụng thêm những giải pháp từ thảo dược và một trong những giải pháp từ thảo dược đó là Vương Hoạt. Trong đó vừa có cái những cái sản phẩm này nó vừa có cái hoạt chất của dược thảo có tác dụng giảm đau. Và cái thứ hai khi sử dụng lâu dài thì nó có giúp cho cái phục hồi và tái tạo sụn khớp.
đó là cái chính yếu, nên cô sẽ xin ý kiến bác sĩ để bác sĩ đồng hành theo dõi cùng với mình cái bệnh lý của mình. Và khi kết hợp như vậy mà nếu cái tình trạng giảm đau của cô nó ổn định thì đó là một cái tín hiệu mừng cho cô là cô đã có gì có thích nghi với lại những cái giải pháp từ thảo dược. Bên cạnh đó cái cuộc sống rất quan trọng cô nha, thì cô nên ở giai đoạn này cô nên đeo cái đai cuộc sống lại. Cô mua cô ra cái nơi mà dụng cụ y khoa đó, người ta hoặc là ở bệnh viện, đến bệnh viện cô sẽ có một cái đai, người ta gọi là cái đai lưng. Thì cô nên đai cái đai lưng lại. Trong vòng thời gian sử dụng cái đai lưng đó là từ khoảng 6 tháng. 6 tháng trở lên á, để cho giữ cho cái cuộc sống của mình chắc. Và bên cạnh đó thì cô nên có một chế độ tập, bác sĩ hướng dẫn luôn. Giai đoạn đang đau như vậy thì cô nên nằm và cô co hai cái chân vào. Co hai cái chân vào bụng và cô bắt đầu cô ngứa cái đầu lên. Cô ngửa cái đầu lên đến cái nào mà cô chịu không được thì cô giữ nguyên như vậy. Và trong cô đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi cô lại thả ra, xong cô đạp xe đạp. Cô đạp hai cái chân xong cô lại tập. Tập như vậy mỗi ngày khoảng 2 đến 3 lần, từ 15 đến 20 phút. Đó là một cái hình thức nó làm giãn cái cuộc sống và nó làm thẳng cái cuộc sống của cô lại. Vì hiện nay cuộc sống cô đang hơi bị lệch á. Do đó nó sẽ làm giãn lại. Và sau khi mà cô tập xong á, thì cô nên đeo đai. Trong suốt ngày khi chúng ta làm việc chúng ta phải đeo đai để giữ cho cái cuộc sống của chúng ta được ổn định hơn. Rồi, bên cạnh đó thì ngoài cái chế độ tập luyện đó ra thì cô phải có chế độ giảm cân. Hiện nay cô thừa cân tương đối nhiều, cô sẽ giảm cân bằng cách cô giảm đi cái chế độ ăn có nhiều chất tinh bột. Ví dụ như gạo nè, bún mì, thực phẩm là phở, tất cả những cái gì mà từ gạo ra là cô hạn chế lại. Nghĩa là giảm dần đi. Thứ nhất, thứ hai là không nên ăn quá nhiều các cái chất béo và những cái chất ngọt. Rồi, tăng cái lượng rau củ quả và những cái thực phẩm mà có nhiều chất đạm, ví dụ như thịt, cá, trứng, sữa, cô sẽ dùng hoặc là tàu hũ. Thì như vậy nó sẽ góp phần giúp cho cái cuộc sống của mình sẽ phục hồi lần. Là vì sao? Nó sẽ giúp cho cô hấp thu lại các cái chất cần thiết cho cái cuộc sống. Và bên cạnh đó thì tăng cường rau củ quả để tăng cường hấp thu cái canxi, tăng cường hấp thu các cái vitamin và chất khoáng. Ngoài ra thì khi tập thể dục, buổi sáng cô nên đứng ở ngoài trời từ 15 đến 20 phút vào nắng sớm để lấy thêm các cái vitamin D. Như vậy nó sẽ giúp cho mình tránh cái tình trạng loãng xương, vì cô đang sử dụng những cái thuốc mà có khả năng gây loãng xương cho cô. Đây là cái phương pháp mà cô sẽ sử dụng tại nhà. Bên cạnh đó thì cô phải tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc. Vì sao? Vì nếu cô không có thể tuân thủ thì nó sẽ gây nên một cái biến chứng, có khả năng biến chứng làm cho cô yếu hai cái chân. Và sau này nó sẽ làm cho cô khó khăn khi đi lại. Thì bác sĩ mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho cô nắm được cái tình trạng bệnh của mình. Và nên có một cái hướng điều trị cho đúng. Như vậy nó sẽ giúp cho cô có một cái sức khỏe tốt hơn. Dạ vâng ạ. Quả thật là đối với những người lớn tuổi mà khi mà uống thuốc Tây y thì cái mà sợ nhất là bị tích nước, bị tăng cân, đúng không ạ? Nó lại ảnh hưởng ngược lại tới hệ cơ xương khớp của chúng ta. Và thưa quý vị, với những người mà chúng ta bị đau lưng nè, đau vai gáy lâu năm á, thì gần đây thì chúng ta thấy là các sản phẩm từ thảo dược lại là lựa chọn được các bệnh nhân ưu tiên, vì vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả. Và trong đó thì viên xương khớp Vương Hoàng chứa chiết xuất Mirror từ cây một dược từ châu Âu được biết đến là sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống, với nhiều ưu điểm như là giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và đặc biệt là an toàn với dạ dày, có kết hợp thêm thành phần hoạt chất bảo vệ và tái tạo sụn khớp là MSM. Quý vị nên kiên trì sử dụng Vương Hoạt đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Viên xương khớp Vương Hoạt được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là quý vị cũng có thể gọi số điện thoại miễn cước 1800 6802 để có thể mua hàng quý vị nha. Và thưa quý vị, thông qua tổng đài 1900 3192 của chúng tôi thì đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả đang nóng lòng mong được giải đáp. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ mời bộ phận kỹ thuật sẽ tiếp tục kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Alo, dạ chào chú. Dạ, chú nghe đây mà. Dạ rồi, alo. Chú đang gặp vấn đề gì, có thể là đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi tư vấn ạ. Xin chào chú nè, tôi là Trần Văn Nghĩa. Dạ vâng, chú Nghĩa nói tiếp đi ạ. Tôi là Trần Nghĩa ở Quảng Nam, hiện giờ tôi đang làm lao động là đồ hồ, nhưng mà tôi đau cuộc sống cũng 4 năm nay rồi. Dạ. 4 năm nay rồi nhưng mà tới bệnh viện khám bệnh cũng uống thuốc nhưng mà cũng không bớt, cũng không hết. Là xin hỏi chương trình là có tư vấn cho tôi là điều trị như thế nào, dạ, uống vâng. Thuốc gì để dạ. Tôi đỡ bệnh. Dạ vâng, chú Nghĩa ơi, năm nay chú Nghĩa là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Xin chào bác sĩ, năm nay tôi là 60 tuổi rồi. 60 tuổi, hiện nay chú đang làm công việc gì chú? Có nặng lắm không? Đang làm thợ hồ, bác sĩ. Thợ hồ ạ, dạ vâng. Hiện nay vẫn đang làm hả chú?
Vâng vâng đúng rồi. Dạ. Cũng đang làm. Bây giờ cái đau nhất của chú như thế nào? Nó đau ở vùng nào và nó có chạy đi khắp người không hay là chạy xuống chân tay gì của chú không? À xin thưa bác sĩ là tôi đến viện hiện giờ tôi đau là đau thắt lưng. Dạ vâng. Chuyển xuống vùng mông, tức chân. Dạ. À dạ cái, vâng. Bệnh viện khám cho tôi là đau là 4 là 5. Dạ. Và ghi trong cái bệnh án là cố hóa cuộc sống nhưng dạ. mà cho thuốc cho uống mà nhiều lần cũng không tới. Dạ vâng. Cũng lặp đi lặp lại. Ờ dạ vâng. À, vâng. Dạ. À, vâng, với tình trạng của chú Nghĩa đó, thì bác sĩ chia sẻ như thế này. Chú đã đi khám, được bác sĩ chẩn đoán là thoái hóa cột sống rồi. Và các thoái hóa cột sống thắt lưng. Và hiện nay chú đang đau ở lưng và đang xuống mông và lan xuống chân luôn. Thì bác sĩ nghĩ ít nhiều có sự chèn ép của cơ rễ thần kinh rồi. Và cái sự chèn ép này nó sẽ làm cho chú sẽ cứ đau dai dẳng hoài. Và bác sĩ nghĩ có khả năng liên quan đến cái công việc hiện nay chú đang làm á. Thì cái đầu tiên thì với tình trạng của chú thì bác sĩ khuyên như thế này. Đầu tiên là khi làm việc thì chú nên chú ý đến cái tư thế của chú. À, có thể là chúng ta hay có cái tư thế là ngồi khom lưng nè ha. Thứ hai là khi chúng ta khiêng vác nặng thì chúng ta hay dùng cái lưng chúng ta để chúng ta kéo lên. Thì như vậy chú nên hạn chế. Chúng ta nếu có những cái dụng cụ hỗ trợ cho cái lao động của mình thì chú nên sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ để chúng ta không phải là phải khiêng vác nặng quá nhiều. Cái kế nữa là khi ngồi đó thì chú nên chú ý là chúng ta nên có thể mang theo những dụng cụ hỗ trợ, ví dụ cái ghế hoặc là để di chuyển cho nó dễ. Cái thứ hai nữa là không thì chúng ta sẽ ngồi thẳng cái lưng. À, chú nên chú ý là nếu chúng ta khom lưng như vậy là vô hình chung chú sẽ làm cho cái cột sống của chú nó càng cong nhiều hơn. Và khi cong không đúng như vậy nó sẽ làm cho cái đĩa đệm nó thoát ra và nó sẽ chèn ép nặng nề hơn. Cái kế nữa là để cho giúp cho cái cột sống và nó nhắc nhở chú là không có được cái cong cái lưng nữa thì là chú nên đeo cái đai. Đeo đai khi đi làm thì mỗi lần mà chú cúi xuống chú thấy cấn cấn là chú nhớ là à coi chừng cái lưng. Và như vậy nó sẽ giúp cho chú vừa bảo vệ cái lưng của chú và vừa giúp cho chú là không bị cái tư thế không đúng cho cái lưng của chú khi đi làm việc. Là một. Cái thứ hai là buổi sáng trước khi ngủ dậy thì chú nên chú ý là mình nên có tập những cái động tác thể dục, mà đặc biệt là cái động tác mà bác sĩ chia sẻ là nằm trên giường mà kéo cái cột sống của mình á, chú nên tập khoảng 15 phút. Và khi tập như vậy nó sẽ giúp cho chú dậy làm việc sẽ thoải mái hơn. Rồi cái thứ hai nữa là ngày hôm sau khi mình đi làm về mà hơi mệt á, và cái cơ lưng của mình bắt đầu bị co thu rút rồi đó thì chú cũng nên có chế độ tập như vậy. Và như vậy nó sẽ giúp cho vừa là gì, xoa bóp lại cái cơ và vừa làm mạnh cái cơ ở hai bên cột sống. Và nếu chú tập như vậy lâu dần nó sẽ làm cho cái cột sống của chú sẽ được điều chỉnh trở lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai, hiện nay chú đã dùng những loại thuốc mà không có hiệu quả rồi thì bác sĩ nghĩ chú có thể phối hợp thêm giải pháp từ thảo dược, mà hiện nay một trong những giải pháp đó là cái sản phẩm Vương Hoạt. Trong đó có chứa cái hoạt chất Mirror từ cây một dược và cái MSM và đã được nghiên cứu chứng minh là có tác dụng giảm đau rất là tốt đối với những cái bệnh nhân bị thoái hóa cột sống. Và cái thứ hai nữa là nếu chúng ta sử dụng lâu dài á, từ 3 đến 6 tháng á, thì nó sẽ làm cho là gì, chậm cái quá trình lão hóa của cái cột sống của chúng ta đi bằng cách là nó sẽ phục hồi và tái tạo lại cái sụn khớp của mình. Thì chú nên kiên trì vì đây là một cái bệnh mà ngoài cái nó liên quan đến cái hoạt động của mình ra, nó còn liên quan đến cái tuổi tác. Nếu chúng ta không tích cực bảo trì á, cái cột sống của mình á, thì nó sẽ thoái hóa nhanh hơn và sau này nó có thể ảnh hưởng làm cho cái chân của chú bị yếu hoặc là bị tê đi. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có được cái giải pháp mà sử dụng cái sản phẩm từ thảo dược ha. Bên cạnh đó thì nếu mà chú cố gắng là có những cái phương pháp tập luyện đi, kết hợp với những cái động tác mà bác sĩ vừa chia sẻ đó, một ngày chúng ta chỉ cần tập thể dục buổi sáng một ít thôi cũng là giúp cho chúng ta là phục hồi cũng như duy trì cái tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Rồi bên cạnh đó thì cái chế độ dinh dưỡng cũng quan trọng lắm chú. Chú nên chú ý là hạn chế bia rượu thuốc lá. Thường các chú là hay có cái thói quen, các chú nam giới hay có thói quen là uống rượu ha, thì chúng ta không nên uống bia rượu vì bia rượu cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái cuộc sống rất là nhiều. Thứ nhất là kế nữa là thuốc lá, và chúng nên thay bằng những cái thức uống mà nó có nhiều cái chất khoáng, ví dụ như là các cái nước trái cây á, hoặc nước chanh, nước cam cũng được hàng ngày. Thì nó vừa giúp cho sức khỏe của mình mà vừa giúp cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta. Và trong chế độ dinh dưỡng thì chúng nên tuân thủ theo cái hướng dẫn của bác sĩ mà ở đầu chương trình á, cũng giống như là chúng ta nên giữ cho cái cân nặng của mình ở mức lý tưởng, đừng có thiếu cân quá mà cũng đừng có thừa cân quá. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chú sau một thời gian. Bác sĩ nói sau một thời gian là vì cái bệnh lý xương khớp nó không có 1-2 tuần đâu mà nó tính bằng tháng.
Do đó sau một thời gian thì cái tình trạng đau của chú nó sẽ giảm dần đi và cái vận động của cuộc sống của chú nó sẽ được phục hồi trở lại. Tuy nhiên sau khi mà chú theo những phương pháp như vậy rồi thì trong một thời gian chú cũng nên tái khám trở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi và có một cái xác định lại cái tình trạng bệnh lý của xương khớp của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái sức khỏe tốt hơn. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn. Và thưa quý vị, giống như bác Sơn đã chia sẻ của chúng ta thì chúng ta thấy là để có thể hỗ trợ điều trị về vấn đề xương khớp á, thì quý vị cũng có thể tham khảo các sản phẩm thảo dược như là Vương Hòa có thành phần chính là cây mộc dược, và đặc biệt là ngoài chiết xuất mirror từ cây mộc dược thì các nhà khoa học còn kết hợp thêm những cái chất là bảo vệ và tái tạo xương khớp hàng đầu là MSM và các thảo dược quý như là thiên niên kiện, võ liễu và cao nhầu, không chỉ tăng cường tác dụng giảm đau đồng thời còn nuôi dưỡng giúp cho cuộc sống chắc khỏe hơn và ngăn ngừa tái phát. Quý vị có thể là gọi ngay tới số điện thoại miễn cước 1800 6802 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và tham gia chương trình khuyến mãi mua 2 hộp Vương Hòa 80 viên được tặng ngay 2 hộp 20 viên. Thông tin chi tiết xin lưu vào vui lòng liên hệ tới số điện thoại miễn cước của chúng tôi 1800 6802. Thưa quý vị, chúng ta thấy là về bệnh xương khớp có gây ra rất là nhiều những cái lo ngại cho người bệnh. Và chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời thì rất là vui mừng khi đã giúp được nhiều người chữa trị căn bệnh đau nhức xương khớp nhiều năm và đã có gửi phản hồi về cho chương trình ạ. Để tìm hiểu thêm về cách chữa trị bệnh đau lưng đầu vai gãy lâu năm, ngay bây giờ Quang Quý xin mời quý vị sẽ cùng xem tiếp chương trình để theo dõi hành trình thực tế của một trong những vị khán giả đã chữa trị thành công và cải thiện được các triệu chứng đau nhức lưng vai gãy. Hãy cùng chúng tôi theo dõi thông qua đoạn phóng sự ngay sau đây. Tôi là Đặng Văn Nguyên, sinh năm 1952. Trước đây tôi là công nhân cơ khí. Sau khi mà nói chuyện nhiều tuổi thì tôi nghỉ về buôn bán nhỏ lẻ khoảng chừng 60 tuổi. Thì tôi đã phát hiện và đau những cái vị trí khớp, như khớp chỏ tay, cổ bàn tay, gối và cổ bàn chân. Nó đau nhất là nó đau trong khớp xương khi hoạt động là bình thường trong vài giờ đầu thì nó sẽ không còn đau nữa, nhưng mà sau đó khi nghỉ ngơi thì nó bắt đầu đau râm ran, di chuyển rất là có phần khó khăn. Đau nhất là sau khi dao động rồi mà ban đêm nằm thì nó mới phát ra đau nhiều hơn, rất là ảnh hưởng đến giấc ngủ, tại mình không ngủ yên được, con người tự nhiên nó mệt mỏi, thiếu ngủ còn tệ hơn thiếu ăn nữa. Chữa chuyển nó mưa hay là gì thì nó chuyện nó rem cả người, tất nhiên nó khó ngủ đi. Thì khi mà nó chuyện nó đau thì tất nhiên là đem phải đi chỉnh hình hoặc là đi cái khoa đau nhức của bệnh viện thăm khám. Lúc đầu thì bác sĩ nó là bệnh đau thoái hóa khớp, nhưng mà sau đó thì nói chuyện là cả thoái hóa khớp, đau khớp và cả cái bệnh bị gút nữa. Bác sĩ đi cho cái thuốc mà bị đau khớp đó thì là có trong đó nó có thuốc đau nhức là chính, nhưng mà sau đó lại uống nhiều lần thì nó giảm trong lúc đó thôi, sau đó lại tái phát. Khi những cơn đau vượt qua giới hạn của bản thân, Trung Nguyên đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp để điều trị căn bệnh. Hành trình kiên trì chạy chữa cùng với niềm hy vọng cuối cùng cũng đem lại quả ngọt khi chú tìm ra giải pháp thảo dược phù hợp với cơ địa của bản thân. Sức khỏe của chú được tiến triển tốt lên trông thấy. Sau khi được bác sĩ tư vấn thì tôi ra cửa hàng mua ngay cái giải pháp này và được bác sĩ tư vấn là uống theo cái liều 6 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên trước bữa ăn. Sau đó thì tôi thấy thuyên giảm và cũng uống tiếp tục là còn 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên. Thì là đã đến bây giờ vẫn còn tiếp tục 2 tuần là bắt đầu bệnh tình là cái sự đau nhức đã thuyên giảm. Sau khi là áp dụng phương pháp này thì tất cả những khớp hai vai và những khớp mà ưa vận động như khuỷu tay, đầu gối, khớp háng hay khớp đùi thì đã giảm hẳn cái chuyện đau nhức 70-80% là đã đỡ nhiều rồi. Nửa tháng là 15 ngày thì bắt đầu cảm thấy nói chuyện nhẹ dần thì bây giờ vận động dần như là khá thoải mái, mọi cái thao tác vận động đều có thể là sử dụng được, có nghĩa là mình hoạt động bưng bê hay là nói chuyện là quay vòng hay là tới đi lui là rất là dễ dàng.
Nhờ kiên trì sử dụng giải pháp thảo dược từ thiên nhiên, theo lời chuyên gia tư vấn mà sức khỏe của bác Nguyên đã được cải thiện rất nhiều. Không còn bị những cơn đau nhức xương khớp hành hạ ngày đêm, bác Nguyên giờ đây có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Và thưa quý vị, đoạn phóng sự vừa rồi và bác Nguyên cũng là một trong những khán giả mà chúng tôi rất là tự hào để có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Là thông qua chương trình của chúng tôi thì bác Nguyên cũng đã được giới thiệu những cái giải pháp để từ đó có thể là chữa trị và cũng như là giải quyết được những cái vấn đề mà mình đang gặp phải đó quý vị. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu như mà chúng ta đang gặp những cái tình trạng tương tự mà chúng ta đang ngại hoặc là chưa có điều kiện để đi thăm khám thì hãy gọi điện thoại đến với chúng tôi. Thì tổng đài của chúng tôi vẫn đang mở và chào đón tất cả quý vị. Bác sĩ của chúng tôi vẫn sẽ tư vấn để giúp cho chúng ta có những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Và bây giờ thông qua tổng đài 1900 3192 sẽ được phép kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo ạ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. 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 Alo, Quang Quý xin được gửi lời chào đến vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo, dạ chào cô. Cô, dạ rồi, cô nghe rõ tín hiệu ở phim trường không ạ? Cô nghe rõ đấy. Dạ vâng, rồi, bây giờ cô đang có vấn đề gì thì có thể là đặt câu hỏi nhờ bác sĩ của chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ ạ. Cô hôm nọ cô đi khám thì bác sĩ bảo là cô bị thoát vị đĩa đệm, mới lại bị thoát vị đĩa đệm, bị trượt dây thần kinh. Dạ. Bị từ 4 đến 5 đấy. Dạ. Thế thì cô cũng không lấy thuốc ở bệnh viện, cô lại đi lấy thuốc nam. Thì bây giờ cô đang nhờ bác sĩ tư vấn cho là uống thuốc nam xem có được không hay là. Dạ vâng. Vâng. Vâng cô ơi, hiện nay đó thì cô là bao nhiêu tuổi rồi cô hả? Dạ, bác ơi, năm nay em 56 ạ. 56 tuổi, dạ vâng. Cô bị đau như vậy bao lâu rồi ạ? Em bị đau mới đau thôi. Mới đau mới thôi. Đau mới dạ khám vâng. Chục hôm nay. Vâng. Dạ, vâng, hiện nay mình có đang làm việc không cô? Hiện nay thì em cũng đi làm đông. Dạ vâng. Thế thì mới đau đây là bao lâu rồi ạ? Mới đau thì khoảng 20 ngày thì em đi khám được chục dạ, ngày vâng. Rồi. Dạ vâng. Khi mà 20 ngày thì trước khi mà bị đau như vậy cô có làm cái việc gì nặng hoặc cô có nghe cái cuộc sống mình nó nghe cái cục một cái không? Không ạ. Không có ha. Từ trước đến giờ cô có hay bị đau lưng không? Đau lưng thì vẫn cứ đau dạ, luôn. Vâng, rồi, right, vâng, rồi. Cái kế nữa là bác sĩ đang hỏi là cái thuốc nam mà cô uống á, là ở đâu cho cô uống thuốc nam? Thuốc nam là ở đây các bác ấy cứ bảo là uống thuốc Tây nữa, uống thuốc nam. Dạ vâng. Nhưng mà vâng, có thầy thì thuốc nào bắt mạch cho cô hay là cô thầy cứ thuốc đấy là thì thầy thuốc cũng như kiểu là bấm huyệt đấy. À dạ vâng. Nghiêng người đi. Dạ. Xong rồi thì là vâng. Dạ vâng. Như thế này, thôi nhân tiện cái đề của cô thì bác sĩ chia sẻ như thế này. Hiện nay vâng. Đó thì cái tình vâng. trạng của cô đó là với cái tuổi này thì có thể là đã có thoái hóa cuộc sống rồi. Nên cái tình trạng đau của cô là đã lâu rồi, nhưng nó không có đau nhiều. Nhưng mà 2 tuần 20 ngày nay thì cô mới bắt đầu đau nhiều. Nó có thể là do cô làm một cái công việc á, nó hơi gắng sức một tí trên một cái nền là cô bị cái thoái hóa cuộc sống rồi. Nên nó sẽ làm cho cái cơn đau của cô nhiều hơn. Và cái chẩn đoán của bác sĩ là cô bị thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm và chèn vào rễ thần kinh. Khi mà chèn vào rễ thần kinh thì nó sẽ làm cho cô tê tê ở dưới chân. Thì chúng ta nên có một cái điều trị tích cực để tránh cái tình trạng là nó sẽ bị làm tổn thương của cái rễ cái thần kinh của mình. Thì cái đầu tiên là cái tư thế của cuộc sống của cô phải thẳng. Cái tư thế của mình phải thẳng. Có nghĩa là trong quá trình làm việc, ví dụ cô làm đồng cũng được, nhưng mà cô nên giống như bác sĩ chia sẻ, nên có cái đai lưng. Đai lưng nó sẽ giúp cho cái cuộc sống cô không được cong. Cái thứ hai nữa là những cái động tác nào mà cần phải cúi nhiều quá đó thì trong giai đoạn này cô không được cúi nữa rồi. Và cô sẽ phải nhờ người nhà, cô chỉ làm những cái công việc mà không có thay đổi nhiều cái tư thế của cuộc sống. Cái thứ hai là chế độ tập luyện, thì như bác sĩ chia sẻ đó, những cái phương pháp tập luyện bác sĩ đã chia sẻ rồi. Ở trên đầu thì cô sẽ xem, nghĩa là cái động tác tập nằm á, giai đoạn này đang đau thì cô nên tập nằm. Bên cạnh đó thì có một cái điều mà cô đang sử dụng cái thuốc nam. Thì hiện nay bác sĩ không biết là cái thuốc nam đó của cô là những cái thành phần dược liệu gì. Tuy nhiên thì để sử dụng cho những cái sản phẩm mà từ thảo dược, đặc biệt là những cái bài thuốc nam á, thì thứ nhất là phải có một cái người chuyên về, một thầy thuốc chuyên về cái thuốc y học cổ truyền, khám bệnh cho cô rồi cho cái toa ra.
Vì sao? Vì khi đó thì các thầy thuốc người ta sẽ xác định là cái tình trạng của cơ thể của mình nó đang gặp ở những cái trường hợp nào, và khi đó thầy thuốc mới cho được cái toa. Còn nếu mà cô lấy cái toa thuốc nam mà là do là gì, chúng ta sưu tầm á, sưu tầm, hoặc là những cái người dân của chúng ta sưu tầm để làm lại một cái giống như là để làm kinh nghiệm vậy đó, nếu mà có ai quen mà bị bệnh thì mình cho cái bài thuốc đó, thì bác sĩ khuyên là không nên sử dụng. Vì sao? Vì nó sẽ không phù hợp với cơ thể mình, và đôi khi khi sử dụng như vậy không những nó không có lợi cho sức khỏe mà đôi khi nó lại có không nó gây ra những cái tác dụng không mong muốn. Thì hiện nay á, những cái sản phẩm, nếu cô muốn sử dụng những sản phẩm từ thảo dược á, thì hiện nay có rất nhiều sản phẩm từ thảo dược mà đã chứng minh có tác dụng rất là tốt đối với cái bệnh lý xương khớp. Và đặc biệt là nếu riêng đối với cái bệnh lý của cuộc sống á, thì một trong những thảo dược hiện nay là trong chương trình đó là cái Vương Hoạt, là sự kết hợp giữa cái MIR và cái MSM đã được các nhà khoa học người ta chứng minh là có tác dụng giảm đau. Và thứ hai là khi chúng ta sử dụng lâu dài sẽ tái tạo sụn khớp. Như vậy thì cô có thể sử dụng thêm cái sản phẩm này trong cái giai đoạn này để cho cô giảm đi cái triệu chứng. Và cái thứ hai, nếu mà khi cái triệu chứng đau giảm rồi đó, thì cô có thể là phối hợp lo sử dụng lâu dài để cho nó phục hồi lại cái sụn khớp của mình. Bên cạnh đó thì cô cũng chú ý như thế này, ngoài cái đeo cái đai lưng ra và tập thể dục, sau khi giảm đau rồi thì cô nên duy trì cái chế độ tập thể dục mà như bác sĩ chia sẻ rồi, cộng thêm những thể dục buổi sáng. Có thể là đi bộ cũng được, có thể là tập những cái động tác mà gọi là thể dục buổi sáng. Trong chương trình sẽ có đó, chương trình ở trên TV sẽ có những cái động tác thể dục buổi sáng, thì cô nên tập như vậy. Thì có một cái mà bác sĩ sẽ phải ngừng ở đây để nói, khi chúng ta tập, chúng ta hay có một câu hỏi là: bác sĩ, tôi tập một tuần rồi sao không thấy gì hết? Dạ, xin thưa như vậy, tập thể dục mà nếu có cái tác dụng tốt đó, thì nó phải là cả tháng trời. Vì cái giai đoạn đầu mình mới tập á, đôi khi á, nó hơi đau hơn một chút, là vì cái cơ mình nó chưa quen tập, và mình tập như vậy đó thì nó hơi mỏi cơ một chút, và đôi khi nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, và cái như vậy là mình sẽ nản. Cái giai đoạn đầu của một tháng đầu là giai đoạn mà dễ nản lắm, người nào cũng nản hết, là vì thấy hình như tập nó không có hiệu quả, và tập hình như nó có lúc thì nó sẽ mỏi hơn, và do đó mình hay có thói quen là sau một tháng thì mình bỏ, hoặc là vài tuần là mình bỏ đi. Thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên duy trì chế độ tập. Và sau khi tập ổn định rồi thì chúng ta chế độ tập đó nó sẽ theo suốt cuộc đời của chúng ta luôn. Thì như vậy mới mong là cái cuộc sống của chúng ta nó được duy trì lâu dài hơn. Rồi, bên cạnh đó thì cô nên chú ý là khi chúng ta có những cái phương pháp tập luyện và chia sẻ vậy rồi, cô nên tái khám trở lại với bác sĩ, vì trường hợp của cô là không có phải là thông thường đâu. Nếu mà chúng ta không có một cái theo dõi tốt á, nó có thể làm cho cái đĩa đệm nó trượt ra, và khi đó nó chèn vào rễ thần kinh, có thể làm cái chân của cô yếu đi đó. Và cô nên quay lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Và cô cũng chia sẻ là mình đang sử dụng những giải pháp từ thảo dược như thế nào, thì bác sĩ sẽ đồng hành với mình. Thì như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe và cái bệnh lý của cô đang mắc phải. Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn. Và thưa quý vị, giống như bác Sơn nói là với các bệnh lý về xương khớp á, thì quả thực là trên thị trường có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, để chọn đúng được cái sản phẩm từ thảo dược mà an toàn và điều trị hiệu quả nhất á, thì quý vị cần phải lưu ý 3 tiêu chí. Thứ nhất là sản phẩm phải có thảo dược á, nguồn gốc rõ ràng, bào chế bằng công nghệ hiện đại. Thứ hai là các thành phần có nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả tốt trên người bệnh. Và thứ ba, sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các bác sĩ đánh giá tốt. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là sản phẩm xương khớp Vương Hoạt với các thành phần chiết xuất MIR của cây mộc dược với hoạt chất MSM từ châu Âu đã được nghiên cứu giúp giảm đau nhức cột sống, phục hồi chức năng vận động, bảo vệ tái tạo sụn khớp lâu dài và không gây tác dụng phụ trên dạ dày, và đáp ứng rất tốt với người bị thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Quý vị có thể gọi lên số điện thoại miễn cước 1800 6802 để được tư vấn kỹ hơn về Vương Hoạt và tham gia chương trình khuyến mãi lên tới 370.000 đồng quý vị nha. Và để tiếp tục chương trình, sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Alo, đây tôi đây, tôi nghe đây. Dạ chào chú ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, chú có vấn đề gì có thể là đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi ạ? Báo cáo với anh là tôi là Ngọc, tôi là Ngọc ạ. Dạ. Tôi năm nay 81 tuổi. Tôi năm nay 81 tuổi, dạ, tôi vâng. Ở vâng, tôi ở thành phố Hà Nội anh ạ. Dạ. Tôi hiện nay là đang bị ba cái loại bệnh. Một là bệnh huyết áp, cách đây là 30 năm rồi. Yeah. Tôi đang uống thuốc huyết áp và tương đối ổn định, như vậy là nói chung là nó cũng đang giữ được cái mức độ tương đối ổn định. Yeah. Đấy là cái bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai là bệnh như vậy là giãn tĩnh mạch. Thì tôi phát hiện như vậy là được hơn một năm nay rồi. Thì hiện nay tôi đang uống thuốc giãn tĩnh mạch của bệnh viện cho và xoa bóp theo cái hướng dẫn của bác sĩ, thì nó cũng tương đối đỡ. Nhưng đặc biệt như vậy là gần một năm nay, thì sau khi tôi đi khám định kỳ thì và được các bác sĩ cho chiếu chụp cũng như là chụp cắt lớp anh ạ,
thì tôi bị như vậy là có cái bệnh là bị người ta kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng. Thế cho nên là nó có hiện tượng, tức là ban đêm lúc ngủ thì hơi bị tê bì chân tay. Thế tôi phải thức giấc dậy, tôi phải xoa bóp khoảng 10-15 phút thì bắt đầu lại ngủ lại được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cứ buổi sáng tôi tập thể dục thì rất là tốt. Nhưng mà độ khoảng bây giờ đấy, giờ này là tôi đang phải tập lại thì nó mới đỡ được tê bì. Đấy, một ngày tôi phải tập được khoảng 4 lần, 3 lần xoa bóp thì nó mới đỡ. Thế tôi cũng uống rất nhiều loại thuốc rồi, thuốc Tây có, thuốc ta có, rồi là thực phẩm chức năng có, nhưng mà nó chỉ đỡ thôi. Thì tôi muốn nhờ thông qua cái chương trình này, mong bác sĩ giúp tôi như vậy, cho tôi một cái lộ trình, một cái hướng dẫn ăn uống, tập thể dục và thuốc thang như thế nào để đảm bảo kéo dài được cuộc sống. Xin cảm ơn như vậy chương trình và cảm ơn bác sĩ vô cùng. Dạ vâng, chú ơi, cho bác sĩ hỏi một tí. Với cái sức khỏe của chú mà 80 mấy tuổi mà cái giọng của chú bác sĩ thấy khỏe lắm, có nghĩa là khoảng 60 mấy tuổi. Đây là cái chúc mừng của chú, cái sức khỏe rất là tốt. Nhưng bác sĩ hỏi thêm là hiện nay cái cân nặng của mình như thế nào chú nhỉ? Báo cáo với bác sĩ là tôi thừa cân. Tôi là dân thể thao ngày xưa. Chỉ sinh viên đá bóng, đã biết để chơi bóng bàn. Tôi đã đánh bóng bàn đến tận cách đây đến tận 79 tuổi tôi mới bỏ. Nhưng mà từ khi bỏ vào thể dục thể thao nặng một cái thì bắt đầu nó thừa cân. Mà tôi ăn uống thì rất là kiêm tốn. Theo đúng cái hướng dẫn bà vợ tôi thì rất là nghiêm khắc cho vấn đề ăn uống này. Nhưng mà vẫn thừa cân. Vẫn thừa cân. Vâng. Cái thứ hai là hiện nay đó, khi chú tập luyện như vậy đó thì cái triệu chứng là nó giảm liền, nhưng mà sau một vài tiếng thì nó lại hơi tê lại, phải không chú hả? Dạ vâng. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà khi chú tập là chú thấy dễ chịu phải không? Vâng, rất dễ chịu. Dạ vâng. Bác sĩ chia sẻ như thế này, với tình trạng của chú mà sau khi làm MRI rồi mà chẩn đoán là một cái thoái hóa cột sống thì đây là chuyện bình thường. Vì chú ở tuổi 80 mấy rồi. Và khi ở cái tuổi này thì khi chúng ta chụp MRI hoặc ECT hoặc là chụp X-quang là sẽ thấy có một cái sự thoái hóa cột sống. Và một cái mà chúc mừng chú là hiện nay trên cái cột sống của chú thoái hóa không có sự thoát vị. Nên do đó cái cột sống của chú vẫn là tốt, có khả năng là do chú đã sử dụng, nghĩa là đã tập luyện tốt từ hồi trẻ đó. Và cái thứ hai, cái huyết áp và cũng như cái tĩnh mạch của chú coi như hiện nay đã ổn định rồi, không sao. Nhưng mà cái quan trọng hiện nay mà nó gây nên cho chú cái tình trạng này là bác sĩ nghĩ có khả năng do thừa cân. Thừa cân trên một cái người lớn tuổi thì nó sẽ làm cho cái tình trạng là thứ nhất, cái chịu lực của cái cột sống cổ và cột sống thắt lưng nhiều. Nên do đó khi chú ngồi lâu hoặc là chú nằm lâu thì nó sẽ làm cho cái vùng đó nó lưu thông không tốt, nó tê. Thứ hai nữa, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái lưu thông máu huyết, là vì khi chúng ta lớn tuổi cái mạch máu của chúng ta nó cũng sẽ không còn tốt như hồi trẻ nữa. Nên khi chúng ta ít vận động thì cái chỗ đó nó sẽ thiếu máu nuôi và nó làm tê. Thì bây giờ cái quan trọng của chú là chú giảm cân. Muốn giảm cân thì chú nên hạn chế những cái thức ăn có nhiều tinh bột. Hiện nay là cái quan trọng nhất, vì chú đang là có tăng huyết áp nè. Do đó lại còn có nên cái tình trạng giãn tĩnh mạch, thì khi chú giảm cân thì cái huyết áp và tĩnh mạch của chú cũng tốt luôn cho cái tình trạng cái thoái hóa của chú luôn. Thì đó là thứ nhất, chú nên giảm từ từ. Vì khi chúng ta lớn tuổi chúng ta không thể giảm nhanh được, chú sẽ giảm cái lượng tinh bột dần dần đi, và cái lượng mà nếu chất ngọt mà chú có ăn á, hoặc là chất béo chúng ta giảm bớt dần lại. Như vậy nó sẽ làm cho cái cân nặng mình giảm từ từ, và như vậy cơ thể mình nó sẽ thích nghi. Cái thứ hai nữa, với tình trạng của chú thì chú nên tập thể dục. Bác sĩ chia sẻ là có thể trong ngày nhiều khi chúng ta ngồi lâu thì cái vùng nuôi dưỡng nó kém, thì có thể là buổi sáng chú tập một lần, buổi trưa chú tập một lần và buổi tối chú tập một lần trước khi đi ngủ. Chúng ta sẽ tập ở cái cổ và cái lưng, thậm chí là tập thể dục buổi sáng luôn. Những động tác thể dục và vận động cho cái khớp, thì khi vận động cái khớp như vậy nó sẽ giúp cho máu nuôi của cho chú tốt hơn. Là đó là cái mà phương pháp tập tốt nhất. Rồi kế nữa là chế độ dinh dưỡng thì tăng cường thêm rau củ quả ha, như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình, và uống đủ nước. Cái kế nữa là cái tinh thần mình rất quan trọng nha. Chú nên chú ý là chúng ta nên có một cái thái độ tích cực. Đừng có bi quan lắm. Với cái sức khỏe của chú thì bác sĩ nghĩ rất là tốt rồi đó. Chú nên thay đổi như vậy thì bác sĩ nghĩ trong tương lai thì cái tình trạng của chú sẽ cải thiện. Còn nếu mà không thì chú có thể sử dụng thêm một ít cái sản phẩm từ thảo dược. Vì hiện nay những cái sản phẩm từ thảo dược ngoài cái tác dụng làm cho chú dễ chịu ra, thì nếu sử dụng lâu dần nó sẽ làm chậm lão hóa đi một tí. Đó chú có thể sử dụng thêm. Vì hiện nay một trong những giải pháp từ thảo dược đó là Vương Hoạt đó, chú có thể là tham khảo và chúng ta sẽ sử dụng thêm. Thì như vậy nếu mà chú thấy là nó ổn định và nó giảm đau thì chú tiếp tục sử dụng từ 3 đến 6 tháng, và sau đó chú duy trì tiếp tục cái chế độ tập luyện của mình. Còn nếu không chú có thể đi bơi.
Động tác đi bơi là một trong những động tác hiện nay được các nhà chuyên môn ta khuyên chúng ta nên sử dụng cho cái hệ thống xương khớp của mình. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có được cái hướng điều trị tốt cho cái sức khỏe của chú. Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn. Và chúng tôi cũng sẽ tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng để kết nối cùng với một vị khán giả nữa. Xin được nhờ một phần kỹ thuật ạ. Alo. Dạ, chào chú. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Dạ rồi, cô có vấn đề gì thì mình tranh thủ đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Thời gian của chương trình không còn nhiều nữa ạ. Dạ, dạ. Alo. Alo, dạ xin mời cô ạ. Dạ. Dạ chào bác sĩ. Dạ vâng. Bác sĩ, hiện tại giờ em đang đau lưng dữ lắm mà nó đau hết cái lưng luôn. Ừ. Rim giống như con gì nó chích mình ở trong cái lưng vậy đó. Dạ. Dạ. Ngoài đau cái lưng ra còn bị cái gì khác nữa không cô? Nó có chạy xuống mông, nó có chạy xuống cái chân của mình không? Hay chỉ dạ, đau cái lưng thôi? Không, đau là đau toàn thân. À. Cái chân thì bây giờ nó bớt rồi. Rồi khi rồi. Nào đi hơi nhiều một tí thì nó đau tới nằm cái ngón chân là nó cứng nhắc, nó cong lại, nó đau dữ lắm. Dạ vâng, còn rồi. Còn bây giờ là đau cái lưng nó tới cái thắt lưng quần mà nó chỉ ngược lên luôn. Ừ. Không ngồi dạ, vâng. được luôn. Cô dạ. đã đi khám ở đâu chưa? Dạ, đi khám rất nhiều chỗ. Rồi. Người ta kêu là chụp MRI á, thì bị là thoái hóa vị đĩa điện, thoái hóa cột sống lưng, rồi cổ có gai, dạ. coi như là người nó đau đa khớp. Dạ rồi, bây giờ dạ. có thừa cân lắm không cô? Dạ, hiện tại là 56 tuổi, là 58kg. Cao mét mấy? Dạ, cao 1m50 mấy à. À, 50 mấy, dạ rồi. À, trước mắt thì cô đã đi khám rồi thì bác sĩ chia sẻ như này, đầu tiên giảm cân từ từ, thứ hai là tập những cái động tác mà bác sĩ vừa chia sẻ và động tác tập thể dục buổi sáng, hoặc là cô có thể đi bộ, vì hiện nay cái thoái hóa cuộc sống của cô á, là nó đã chèn vào rễ thần kinh thì do đó nó sẽ làm cho cô tê mỏi, mà nếu cô càng đau mà mình lại càng không vận động thì nó lại càng đau nhiều hơn, do đó cô chịu khó vận động những cái động tác nằm, tư thế nằm nè ha, rồi những cái động tác mà cô thể dục buổi sáng chỉ có vận động các cái khớp thôi, nó sẽ giúp cho cô được giảm đi cái triệu chứng tê đau đó. Cái thứ hai nữa là cái chế độ dinh dưỡng của mình, là để tránh cái tình trạng là chúng ta đói đó. Thì bây giờ đang kiêng ăn, chúng ta sẽ là gì, dùng nước. Chúng ta có thể uống nước, khi mà đói chúng ta sẽ uống nước. Và như vậy cô sẽ giảm cân đi, thì cái tình trạng mà thoái hóa cuộc sống cũng như thoát vị đĩa đệm của cô nó sẽ nhẹ dần đi. Và như vậy nó sẽ giúp cho cô tốt hơn. Bên cạnh đó thì cô nên tái khám trở lại với bệnh viện để bác sĩ có một cái chẩn đoán cho rõ cái tình trạng của mình, kết hợp giữa cái động tác là gì, tập luyện này, ha, chế độ dinh dưỡng để giữ lại cho cái sức khỏe của mình. Và cô có thể sử dụng thêm, trong giai đoạn này thì cô có thể sử dụng thêm cái giải pháp từ thảo dược đi, nó sẽ giúp cho cô giải quyết cái triệu chứng. Và bên cạnh đó lâu dần nó sẽ giải quyết cho cô luôn cái tình trạng là thoái hóa. Và khi mà sử dụng như vậy rồi thì cô cũng nên chú ý là dù nó có cái tác dụng rồi thì cô vẫn phải tái khám trở lại bệnh viện để cho bác sĩ theo dõi cái bệnh lý của mình, vì cô đang bị thoát vị đĩa đệm nên không được chủ quan ha. Và khi đến bệnh viện thì cô cũng nên báo với bác sĩ là mình đang sử dụng thêm giải pháp từ thảo dược và nó có cái tác dụng như thế nào đó, thì như vậy bác sĩ sẽ đồng hành với mình. Và với tình trạng của cô thì bác sĩ nghĩ là cô nên tích cực điều trị, vì với giai đoạn này nếu không tích cực điều trị thì sau một thời gian nữa có thể nó sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức của cô nặng nề hơn và có thể làm cho cái chân của cô đi lại khó khăn hơn. Thì dạ. bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô có một cái giải pháp sớm và nhanh chóng giúp cho cô thoát khỏi cái chứng bệnh mà chú đang khó chịu này nha. Dạ, dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn ạ. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là cái căn bệnh thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm gây ra rất nhiều khó khăn cho người bệnh. Vì thế, để giảm nhanh đau nhức cột sống một cách an toàn và hiệu quả lâu dài, ngăn được cơn đau tái phát, thì quý vị có thể tham khảo sử dụng viên xương khớp Vương Hoàng với thành phần giảm đau nhanh theo cơ chế thần kinh trung ương, đặc biệt như chiết xuất Mirror cây mộc dược từ châu Âu kết hợp hoạt chất MSM giúp bảo vệ và tái tạo xương khớp lâu dài hiệu quả tương đương glucosamine, hỗ trợ cho người bị thoái hóa cột sống nè, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Và quý vị cũng đừng quên là quà tặng đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, 100 khán giả đầu tiên gọi lên tổng đài của chúng tôi để đặt mua 2 lọ Vương Hoạt 80 viên, mỗi lọ giá 699.000 đồng. Quý vị sẽ được tặng ngay là 2 hộp Vương Hoạt 20 viên tổng trị giá 370.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi lên tổng đài khuyến mãi 1800 6802 để nhận ưu đãi quý vị nha. Chương trình hy vọng là sau 60 phút lên sóng tư vấn trực tiếp thì quý vị khán giả, đặc biệt là những người có bệnh, đã có thêm cho mình những phương pháp điều trị an toàn hiệu quả. Và thời lượng chương trình có hạn cho nên là mọi câu hỏi chưa giải đáp được, quý vị vui lòng gọi đến 1800 6802. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn MC Quang Quý. Cảm ơn khán giả của chương trình.
Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Vương Hoạt chứa chiết xuất Mirror từ cây mục dược ở châu Âu của công ty dược phẩm Phobis đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời sẽ được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.